Xin chào các bạn, thì hôm nay mình giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm mới. Hôm nay thì mình cũng mới được trên tay, thì đó là chiếc máy Sony Handycam HDR-PZ440 của Sony. Đó, thì ngoài thiết kế ở ngoài vỏ hộp của nó thì cũng bình thường thôi, không không có gì nổi trội, chỉ in một số cái thông tin như là một số cái chức năng của nó. Cái thông số chính như là quay phim 9,2 MP, bộ nhớ trong 8GB, zoom 60x, cái độ rộng của cái lens nó là 26,88 mm, và cái định dạng quay phim là MP4 Full HD 1080. Thì kèm thêm một số cái thông tin về ống kính như là ống kính Kerzai và chức năng là Wi-Fi. Đó, cảm biến XMOS, CMOS sensor. Ok. Thì đó, mình có giới thiệu một chút. Bên đằng sau của nó thì là có tên máy bằng tiếng Việt, nhà sản xuất và địa chỉ lắp ráp tại đâu và định lượng của máy. Đó, một số cái thông tin ở ngoài của hộp. Máy này thì màu đen và nó khuyến cáo thì đi kèm với hai cái phụ kiện là chân máy VCT và cái túi LCS U11. Đấy, một số thông tin cho các bạn. Mình mở bắt đầu tiến hành mở máy. Thì mở máy thì chúng ta có một số cuốn sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, thẻ bảo hành chính hãng của Sony, sách hướng dẫn bằng một số thứ tiếng như là Nhật, tiếng Hàn, tiếng Anh. À đây, rồi cái hỏi chống ẩm. Đó, một số cái phụ kiện. Okay. Bên trong thì bên trong máy chúng ta thì gồm một cái máy đây màu đen, có một cục pin. Pin này thì nó cũng nhỏ thôi, pin này là lithium BX1, cũng nhỏ không có lớn. Hai cái dây, một là dây sạc USB, một là dây HDMI. Trong hộp thì chúng ta còn một cục sạc tiêu chuẩn của Sony đây. Tiêu chuẩn Sony. Để cái hộp ra đây. Thì đây là chiếc máy quay phim đẹp màu đen. Thì đa phần các sản phẩm của Handycam thì đa phần là nó chỉ là màu đen thôi. Đấy, các thiết kế của nó thì ngay nó rất là nhẹ nhá, bằng nhựa. Thiết kế của nó thì là mạ giả kim loại, ở các nút bấm thì màu trắng dễ sử dụng. Ở đây thì có chúng ta có một cái đó là cái bảo vệ len, bảo vệ ống kính. Đó, mở ra mở vào. Nút báo tình trạng pin, nút quay phim, nút chụp hình và nút tăng zoom, zoom wide. Đó. Đằng dưới thì nó có ghi tên sản phẩm và cái lỗ để mình gắn lên chân máy. Đó, một số cái thông tin. Bên cạnh phải của nó thì có một cái nút multi này là để mình quay và mình xem trên nhiều một số cái màn hình khác nữa. Bên trên này thì bên cạnh máy thì có một cái nút gọi là dùng cho máy chiếu, đó là focus, qua lại để cho nó mình có thể điều chỉnh cái máy chiếu nó rõ hơn. Mặt trước của cái này thì là một cái màn hình, một cái lỗ máy chiếu và một số thông tin của máy. Ở đây, dưới này là khe cắm pin. Bây giờ mình sẽ gắn cái cục pin này vào để cho các bạn thấy. Ok. Gắn pin. À, gắn ngược. Ok. Máy này thì nó không có nút khởi động nha. Các bạn thì chỉ cần mở cái này ra và chờ khoảng 1-2 giây nó khởi động. Giao diện của nó thì rất là đơn giản thôi. Bên cạnh trong của máy này thì có cái loa Dolby. Âm thanh thì âm thanh mono thôi. Và số cái cổng kết nối đó là HDMI và cổng máy chiếu. Đây, mở ra thì vào khe cắm thẻ nhớ. Cái này thì hỗ trợ thẻ M2 và thẻ nhớ mà micro SD, thì mình khuyến cáo là nên dùng class 10. Đây, trên cái mặt này thì gồm một cái màn hình không không lớn lắm và không phải cảm ứng. Nó hiển thị lúc đầu vào thì chúng ta thấy một số thông tin. Bạn mở cái này lên. Đó, bạn sẽ thấy nó quay rất là mượt, nét. Đấy, các bạn thấy. Cái màn hình này thì mình có thể xoay được. Lật lên trên xuống dưới, dây ra đằng trước. Đó, các bạn thấy.
rất là tiện dụng. Đấy, mình để này cho các bạn dễ nhìn. Ok, thì này là nút menu, kiêm luôn là cái nút di chuyển 4 chiều. Đấy, rất là tiện dụng. Đầu tiên thì mình giới thiệu một số chức năng cơ bản của nó thì là cái đầu tiên đó là Switching Mode. Thì cái này là mình nhấn vào mình sẽ chọn giữa chế độ mà chụp hình hoặc quay phim. Đó. Các bạn có thể thấy như này. Rồi thoát ra. Tiếp theo là camera và mic, mình tinh chỉnh cái này thì camera thì mình có thể tinh chỉnh được cái độ cân bằng sáng, cái độ sáng tối của cái bức hình, cân bằng trắng, sáng tối và cái lấy nét, cộng thêm là một số cái chức năng như là chống rung quang học này. Đấy, các bạn thấy. Tiếp theo là đây, cái hiệu ứng hình ảnh, chuyển cảnh hay là gì, Self Time nghĩa là quay phim định giờ, chụp hình định giờ và zoom kỹ thuật số. Đó, một số nhận diện nụ cười này. Cái nhận diện nụ cười và nhận diện khuôn mặt này thì nó auto off thôi. Còn cái nhận diện nụ cười thì nó chia thành là nụ cười lớn này. Đây, Big Smile. Nụ cười bình thường và nụ cười hé này. Cười cái mỉm ấy. Đấy. Tiếp theo là mic, có cái chế độ khử tiếng ồn và cái âm lượng của cái mic. Đó. Một số cái cuối thì nó là cái tinh chỉnh của riêng mình. Như cái grip line này là hiện một số cái dòng kẻ trên cái màn hình máy này cho các bạn dễ căn chỉnh cái bố cục của cái khung hình mình hay quay. Ok. Rồi mình qua cái phần tiếp theo đó là cái chỉnh về cái kích thước của tấm hình. Cái này thì mình có thể thấy bấm vào đây thì đấy, các bạn có thể thấy là vừa, tùy theo cái dung lượng bộ nhớ bạn còn lại thôi. Chất lượng cao, cao bình thường. Và quay theo long time nghĩa là quay theo thời gian dài thì chất lượng nó thấp hơn. Ok. Đó, một số cái chức năng cơ bản. Này thì là cái độ khung hình trên dây. Đó. Đó, một số chức năng file format, kích thước của tấm hình chụp. Đó, thì các bạn có thể tìm hiểu xem kỹ hơn ở cái hướng dẫn sử dụng. Theo là cái tính năng wireless. Wi-Fi thì cái chức năng này thì nó thường dùng với smartphone để khi mà bạn đặt máy ở xa hay là đặt máy ở trên đâu đó ở xa mà bạn không thể trực tiếp thao tác trên máy thì chúng ta có thể kết nối với smartphone. Và chúng ta đào cái phần mềm là mình xem là mình cũng không dùng cái này nhiều. Mình xem nào. Đây. Thì các bạn có thể thấy đây là cái phần mềm của nó thì là Play Memory Home. Trong này nó có hướng dẫn rõ rồi. Lên App Store tải hoặc là quét ở đây. Nó rất là dễ sử dụng thôi, cũng đầy đủ trong cái sách hướng dẫn sử dụng, mình không nói nhiều nữa. Đó, một số cái cài đặt về wifi để bạn set khi mà bạn sử dụng smartphone hoặc là kết nối với máy tính. Đó, ok. Ở tiếp theo đó là cái nút mà xem lại hình ảnh. Đây thì nó có một số cái nút như là trên góc phải này là bạn xem hình ảnh hoặc là xem ảnh những cái clip bạn quay được. Nút này là bấm di chuyển. Đó, đó. Đấy. Thế thôi. Đó, ok. Một số cái chức năng nói chung là nó không có gì quá khó khăn đâu. Ok. Này thì nó cung cấp cho các bạn một số cái edit, copy cái clip thì là xóa, bảo vệ nó bằng mật khẩu và copy cái clip nó lên. Ok. Cuối cùng đấy là cái phần setup. Này thì mình chọn được một số cái như là chọn bộ nhớ trong, bộ nhớ mà thẻ nhớ. Đấy, cái này hỗ trợ đến thẻ nhớ 32GB. Cái nút format thẻ nhớ hoặc là bộ nhớ trong. Đặt tên. Đó, date call này, một số cái volume đây. Đó các bạn, để cái volume khi mà bạn phát âm lượng. Đó, mình cho to lên đây này. Đó, một số cái như này. Đó, HDMI, những cái tinh chỉnh mà để kết nối chế độ kết nối USB là bộ nhớ trong hay là sạc hay là này nọ. Đấy, còn cái này là tiếng beep, cái độ sáng màn hình, cái một cái này thì là cái tiếng mà nó chỉ hỗ trợ tiếng Anh, đa phần các thứ tiếng khác không có tiếng Việt. Chức năng là tiết kiệm pin. Đấy, một số cái chức năng nhỏ nhỏ thế thôi. Đó, chỉnh sửa thời gian múi giờ. Đấy, ok. Thì nó cơ bản là như vậy.
chụp hình. Đó là nó lại ra. Đấy, ở trên màn hình này thì cái nó cũng nét thôi, rất là nét. Tại vì cái hiệu ứng chuyển cảnh của nó rất là nét, đây, các bạn có thể nhìn lấy nét rất là nhanh. Mình quay cho các bạn như này là dễ. Đây. Rất là nhanh nhé. Mình gặp cái máy tính này xuống. Ok. Bạn nhìn cái bức tranh trước. Đấy. Zoom lên. Thấy rõ từng chữ. Ok, Green Power này. Đấy. Nó cái hiệu ứng của nó rất là nhanh luôn. Cái góc quay thì rất là rộng. Phòng mình nó rất là rộng. Bạn có thể thấy rất là hay. Zoom thấy trên tường này từng cái luôn. Ok. Đó. Này thì bạn bấm cái nút này là nó sẽ bắt đầu quay. Ở trên này thì có một số nút nhanh còn lại nữa, đó là đây. Nút này để xem hình nhanh. Đó. Bấm vào lại. Đó, còn bạn khi mà bạn chuyển vào chế độ khi quay, các bạn quay này. Nó sẽ bắt đầu quay. Đó. Chụp. Cái này thì nó đang không cho chế độ chụp hình luôn này. Dừng lại. Đó, ok. Rất là nhẹ nhàng thôi. Trên này cũng không có một nút nào đấy tinh chỉnh nhanh này, các bạn sử dụng máy quay nhiều hoặc là máy chụp hình nhiều các bạn sẽ quen đó. Cân bằng trắng. Đây là cái nút chiếu màn hình. Đó, nó sẽ hiện lên ha cho bạn các kỳ chọn, đấy là chiếu trực tiếp từ cái máy máy này và tùy chọn là chiếu qua các thiết bị như máy tính hoặc thẻ nhớ. Nên mình thử cho các bạn đấy, nó sẽ hiện lên một cái như này. Đó, các bạn có thể thấy đơn giản. Đấy, này thì mình đấy, các mày thì mình không không thấy được. Đây. Chiếu từ cái của nó. Các bạn có thể thấy là mình có thể à đây, cái máy mình nó hết pin rồi. Hơi khó chịu tí. Đó, có thể thấy. Đấy, rất là rõ nét. Ok. Sơ sơ vậy thôi, tại máy này nó hiện lúc mà nó vào mình mở hộp thì nó cũng chả có pin. Đấy. Cho nên là các bạn có thể thấy cơ bản như vậy, thì sau đây thì mình hướng dẫn các bạn kết nối cái máy chiếu này, thì nó là cái phần mà ít người làm. Đó, thì mình sẽ kết nối nó với cái máy tính. Đây thì mình có cái cổng USB. Cổng sạc này thì nó là 5V. Đó, adapter này sạc nhanh. Đó. Thêm một cái phụ kiện nữa đó là đây là dây sạc của nó, thì các bạn có thể thấy cái dây sạc của nó thì nằm ở bên cạnh này. Đấy. Có thể thấy rõ ràng như này. Đấy, thì mình sẽ làm cho các bạn cái phần mà kết nối với máy tính. Tính ở đây. Mình kết nối cái cổng này vào. Ok đây. Kết nối vào cái cổng mà máy chiếu này ở đằng trước. Kết nối vào. Rồi sau đó là chúng ta vào đây. Nó hơi khó một tí. Thì trên máy tính của các bạn nên cài cái phần mềm gì? Play Memory Home. Đó. Thì đây. Đơn giản là các bạn cắm vào, sau đó các bạn bấm cái Protect lên. Sau đó là các bạn bấm External Device. Đó. Các bạn thấy không? Cái dòng thứ hai ấy. Đấy, bấm vào nó sẽ hiện một cái bảng thông báo. Đó. Pairing. Đó, và nó sẽ hiện lên là cái mà cái màn hình đó. Này thì mình do pin yếu một chút. Các bạn cứ bấm vào là nó sẽ hiện lên. Đấy. Đấy ở đằng dưới đấy. Đầy đủ hết. Đó. Này thì nó đang báo pin yếu rồi. Mình cắm cái sạc này vào xem nào. Nó khác biệt nhiều. Thank you.
sạc. Ok, giờ các bạn chọn cái dòng thứ hai. Đó là nó sẽ hiển thị cái màn hình đây. Thì thực ra thì mình không thể gọi là chiếu xa cho các bạn. Các bạn có thể là mình nhìn ở trên này. Đây, các bạn nhìn ở trên này thì nó thấy rõ như thế này. Riêng là mình phải ra tắt đèn các kiểu đi. Đây, các bạn có thể thì ok. Đó, các bạn có thể thấy là nó rất là rõ. Ok. Rồi thì đó, rất là đơn giản thôi. Thì đó. Đây một số cái review của mình ở trên cái này. Thì hiện tại thì cái sản phẩm này thì mình mua ở bên Bình Minh Digital. Thì các bạn có thể truy cập vào trang web, thì giá của cái sản phẩm này thì hiện tại là 8.790.000. Này thì mình còn có mua thêm một cả một cái chân máy nữa là 1.200.000. Thì tặng thẻ nhớ micro Sony 8GB và một pin Tizen cộng thêm một cái túi. Cần cái túi thì nó như thế này, cái túi nó như thế này, nhỏ nhỏ thôi, Sony nhỏ nhỏ, ok, nó nhỏ nhỏ thôi. Không có gì nổi bật đâu. Đấy. Còn ở đây thì cái bạn giao cho mình thì bạn ấy quên mất cái pin Tizen rồi. Giá tròn của mình cái này thì nó là 9 triệu 990 nghìn. Bo thêm 10 nghìn được, 10 triệu. Ok, thì cái bài review của mình nó kết thúc ở đây. Thì cảm ơn các bạn đã xem. Các bạn có thông tin gì hãy subscribe thì cái kênh YouTube của mình sẽ cập nhật các cái sản phẩm mới trong thời gian tới nữa. Cảm ơn các bạn.